bên chỗ phòng này đi theo. Dạ. À, chất tôi. Nhiều nó đâu chở được. Đây này, hai bịch sú. Lấy cái kìa. Hai bịch sú với cái gì nữa? Cái bịch sú mới hai bịch hai chắc là hai cái bịch gì còn nói là gì cái bí đấy. Bí xanh. Cái đóng này chưa cái chở này đi. Đấy, chưa Ừ. phải tí tính. Ấn nữa. Ấn ép mình xong nữa. Cái này đâu sợ đâu. Ừ. Về nào là nấu canh à? Ăn cái nổ mà. Ừ, cái này nổ ngon thì Vũ nhỉ. Ăn cái nổ đó. Ông chủ vườn ươm, ông chủ vườn ươm đang xếp rau. Chủ lỡ hết rồi. Còn nhân viên thì đi quay phim. Tươi thì ăn mới ngọt này. Em khoái ăn cái búp ấy. Ngon mà. Ngon lắm, ngon tuyệt, cho gừng vô nữa tuyệt vời luôn. Không có phân thuốc gì. Ừ, cho gừng vô. Nhà chỉ cần 3 cây là ăn ngon rồi. Và nấu là phải cho gừng. Không hết rồi.